Vâng, mở đầu sẽ là những thông tin đáng chú ý liên quan đến thời tiết. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên Đông Bắc Bộ tiếp tục rét đậm, có nơi rét hại. Khu vực phía Tây Bắc Bộ trừ Điện Biên, Lai Châu và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, không khí lạnh đang tiếp tục di chuyển xuống miền Bắc nước ta. Khu vực phía Đông Bắc Bộ trời tiếp tục rét đậm, có nơi rét hại. Khu vực phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ phổ biến từ 11 đến 13 độ C. Khu vực vùng núi phía Bắc từ 8 đến 11 độ C. Vùng núi cao có nơi dưới 7 độ C. Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác. Khu vực từ Quảng Bình đến Khánh Hòa có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Vâng, thưa quý vị, với tình hình thời tiết như hiện nay thì bà con nên đặc biệt lưu ý khi phải đi làm đồng vào sáng sớm. Trước khi ra khỏi nhà nên uống một cốc nước gừng ấm để làm nóng cơ thể. Ngoài ra cần trang bị áo cao cổ, găng tay, ủng và mặc ấm để bảo vệ cơ thể. Còn đối với vật nuôi, bà con đặc biệt lưu ý không chăn thả gia súc khi nhiệt độ dưới 13 độ C. Cần bổ sung thức ăn tinh như là cám ngô, cám gạo để bù đắp lại phần năng lượng tiêu hao đối với vật nuôi trong những ngày rét, cũng như là tăng sức đề kháng cho chúng. Thưa quý vị, trong khi miền Bắc trời rét đậm thì tại miền Nam, các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đang phải đối mặt với một đợt nắng nóng nguy hiểm, là nhiều cánh rừng đã bước vào giai đoạn báo động nguy hiểm. Hơn 21.000 ha rừng hệ ngọt tại Cà Mau bị khô hạn, trong đó cảnh báo cháy cấp 4, cấp 5. Hơn 2.200 ha, tuy nhiên vẫn trong tầm kiểm soát của lực lượng kiểm lâm. Trước tình hình nắng hạn đến sớm và gay gắt làm gia tăng nhanh mức độ cảnh báo cháy rừng tại Cà Mau, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã đôn đốc các địa phương nâng cao tinh thần cảnh giác và sẵn sàng ứng phó nếu có hỏa hoạn xảy ra. Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cà Mau cho biết hiện nay nắng nóng khô hanh, gió thổi mạnh đã làm lượng nước dưới chân rừng bốc hơi nhanh, làm khô cạn 45.680 ha thuộc rừng U Minh Hạ và rừng Cụm Đào. Đây là nhóm rừng có nguy cơ xảy ra cháy trong mùa khô 2024. Đến thời điểm hiện tại, tổng diện tích rừng khô hạn có khả năng xảy ra cháy trên địa bàn tỉnh này là hơn 21.000 ha. Trong đó dự báo cháy cấp 3, cấp cao là hơn 18.800 ha, cấp 4, cấp nguy hiểm hơn 1.925 ha và cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm là 290 ha. Nhằm chủ động trước các tình huống có thể xảy ra, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Cà Mau khẳng định, Ban chỉ đạo các cấp chủ rừng có phương án huy động lực lượng khi có cháy xảy ra, đồng thời các lực lượng chuyên trách, tổ máy bơm thường xuyên túc trực 24/24, kiểm tra, sửa chữa, mua sắm các trang thiết bị, dụng cụ, sẵn sàng tham gia chữa cháy khi có lệnh điều động. Ban chỉ đạo các cấp theo phương châm 4 tại chỗ, kịp thời xử lý khi có cháy rừng, không để xảy ra cháy lớn, cháy lan. Thưa quý vị, nhắc đến dấu ấn ẩm thực của mảnh đất cố đô Ninh Bình, chắc chắn là không thể bỏ qua món mắm tép, một món ăn đậm đà, thơm ngon với hương vị đặc trưng dân dã. Mắm tép Gia Viễn được làm từ các loại tép riêu chỉ có ở vùng nước ngọt, nhiều nhất là tại huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. Vâng, với mong muốn là giữ gìn và phát triển nghề truyền thống làm mắm tép của cha ông, một người phụ nữ vốn là người con của mảnh đất cố đô đã quyết tâm tạo ra một món ăn hấp dẫn. Nhờ đó, món mắm tép mặn mòi ấy nay đã trở thành một món ăn gần gũi trong mỗi bữa cơm gia đình, trở thành món ăn đặc sản Ninh Bình độc đáo hấp dẫn bao du khách gần xa. Không chỉ đưa đặc sản của địa phương trở thành một sản phẩm ô cốp 4 sao, mà món thịt trưng mắm tép này còn giúp bà con nông dân địa phương có được cuộc sống ổn định từ đặc sản quê nhà. Mảnh đất Gia Viễn Ninh Bình nổi tiếng với nghề truyền thống làm mắm tép. Với nhiều người dân nơi đây, hương vị của món thịt xiêm mắm tép mẹ nấu thuở nào đã trở thành ký ức khó quên. Cũng chính từ mong muốn mang món ăn đặc sản quê hương đến gần hơn với người tiêu dùng cả nước, chị Nguyễn Thị Lệ Thanh đã kết hợp mắm tép với thịt lợn để tạo ra một món ăn mang đậm hương vị Việt Nam. Sáng ra 5 giờ đã dậy để xẻo một miếng thịt lợn để luộc ăn rồi, xem là cái thịt đấy là cái chất thịt có ngon không. Lợn là phải là thịt lợn nuôi tự nhiên, khi mà luộc lên là nước phải trong, thịt phải thơm. Nhất là bao giờ cũng phải lựa chọn những cái con lợn như thế thì mới đưa vào để sản xuất. Còn về phần mắm tép cũng vậy, mắm tép phải đỏ, phải ngấu. Để sản phẩm bảo quản được lâu, phục vụ được người dân trên cả nước, chị Thanh đã dành nhiều công sức mày mò, nghiên cứu, tìm cách để món ăn bảo quản được lâu một cách tự nhiên. Cái mắm tép của quê hương tôi ấy, là nó là cái dạng là lỏng và nó là lên men, rất là dễ hay bị chua. Thì từ đó là tôi đã mày mò nghiên cứu và tôi tìm ra một cái công thức ủ mắm giống như kiểu của người Nhật ấy, là ức chế để gây lên men đấy và không dùng bất chất bảo quản. Thì khi mà thành phẩm ra và đi được rất xa nhưng mà vẫn giữ nguyên được cái hương vị của mắm tép truyền thống của quê tôi.
Năm 2021, sản phẩm thịt chưng mắm tép sản xuất được Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình trao chứng nhận ô cốp 4 sao và cũng được chứng nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực. Tôi cảm thấy rất là tự hào khi mà ở phố cổ đã đưa những cái sản phẩm mà chất lượng cũng như là cái hương vị truyền thống để đem gần tới với người dân của Ninh Bình cũng như là người dân của khắp các tỉnh thành về phố cổ du lịch. Tôi cũng đã được ăn và cũng đã được thưởng thức nó và cảm thấy là cái sản phẩm này nó rất là gần gũi. Khi ăn lại những sản phẩm này, cảm giác như được ăn cơm của mẹ nấu vậy á. 5 năm bền bỉ, đưa món ăn quê nhà trở thành đặc sản của địa phương với nguyên liệu giản dị, gần gũi nhưng lại chứa đựng biết bao công sức. Đó cũng là cách mà những người con của quê hương Gia Viễn thể hiện tình cảm với mảnh đất quê hương mình, nơi họ được sinh ra và trưởng thành. Ngay sau đây sẽ là những thông tin thời tiết đáng chú ý trong ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong hôm nay thì khối không khí lạnh tại Bắc Bộ có khả năng suy yếu nhanh và có xu hướng lệch đông đi kèm với mưa nhỏ, mưa phùn, sương mù và sương mù nhẹ. Nhiệt độ trong ngày trên toàn vùng sẽ tăng nhẹ lên ngưỡng từ 20 cho tới 25 độ. Trời chỉ rét về đêm và sáng sớm. Hình thái thời tiết này sẽ tiếp tục duy trì trong ngày mai trước khi mà đón đợt không khí lạnh mới vào ngày mùng 1 tháng 3 và đợt không khí lạnh tiếp theo có khả năng sẽ gây mưa vừa mưa to. Tại khu vực Trung Bộ, do vẫn tác động của khối không khí lạnh nên các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào cho tới tận khu vực Khánh Hòa sẽ chỉ xuất hiện mưa nhỏ và mưa rào rải rác. Do khối không khí lạnh ở phía Bắc có xu hướng lệch đông nên là nhiệt độ trong ngày tại khu vực này sẽ phổ biến trong khoảng từ 18 cho tới 20 độ. Và khu vực Nam Trung Bộ thì thời tiết sẽ ổn định hơn khi mà ban ngày ít mưa trời nắng và mức nhiệt độ sẽ phổ biến từ 29 cho đến 32 độ. Xuôi xuống Nam Bộ, thời tiết trên cả hai khu vực Tây Nguyên và khu vực Nam Bộ trở lại trạng thái ít mưa, tạnh ráo, ngày có nắng nhiều. Nhiệt độ trong ngày tại khu vực Tây Nguyên sẽ dao động trong khoảng từ 31 cho tới 34 độ, còn tại khu vực Nam Bộ sẽ dao động từ 32 cho đến 35 độ. Thưa quý vị, dù là loại cây trồng ít bị sâu bệnh, nhưng cây su su cũng không thể tránh khỏi tình trạng nấm gây bệnh thán thư. Bệnh do nấm Clostridium spp gây ra và thường là gây hại nặng khi mà gặp thời tiết thất thường, nắng mưa xen kẽ. Những dàn su su bị ánh nắng trực xạ khi mà gặp nhiệt độ cao sẽ làm phát sinh bệnh và gây hại nặng. Bệnh dễ lan theo gió, mầm bệnh trong đất phân phối qua nước và bắn vào cây. Khi cây bị nhiễm bệnh thì không chỉ là ở thân và còn ở lá, quả sẽ tồn đọng trong đất, lây nhiễm sang hạt giống và phân phối lại trong những lần gieo trồng tiếp theo. Bệnh sẽ phát triển mạnh nhất là trong hai mùa, đó là mùa xuân và mùa thu. Để khắc phục thì bà con cần lưu ý như sau: chọn giống sạch bệnh và tiêu hủy những lá hay những quả bị nhiễm bệnh, chú ý là cắt cả cuống và lá. Quá trình bón phân cân đối, cần cân đối các hàm lượng như là đạm, lân và kali, không nên bón thừa đạm sẽ làm tăng hơn tình trạng bệnh của cây. Khi mà cây bị một số bệnh thì có thể phun các loại thuốc như sau. Bà con có thể phun carbenzazim, simosanin hay là metalacin và chú ý là đảm bảo thời gian cách ly trước khi thu hoạch. Như thường lệ thì phần cuối của chương trình sẽ là những thông tin thời tiết chi tiết trên cả nước trong ngày hôm nay. Mời quý vị cùng theo dõi.